Thưa quý vị, hàng năm thì dòng nước lũ kéo theo rất nhiều thân cây gãy đổ từ thượng nguồn về mắc lại ở các vùng hạ lưu. Người dân ở đây thường nhặt về để tận dụng làm củi đun. Tuy nhiên thì anh Lê Ngọc Thuận ở Hội An lại có một suy nghĩ rất khác, đó là biến những khúc củi tưởng chừng như vô dụng ấy thành các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Hội An thì nó luôn luôn có lũ, chứ hàng năm là mùa lũ về. Hàng năm là lũ về thì mon củi rất là nhiều. Thì nếu mà mình đem đi đốt nó đi theo cái truyền thống, theo cái của cộng đồng thì mình rất là phí. Ban đầu thì mình chỉ nghĩ đơn giản là mình nhặt củi về để trang trí, để co trong các hòm tay, để cho nó vừa bảo vệ môi trường và nó cũng mang một cái tính bền vững. Bắt đầu cái mối nhân duyên nó dẫn dắt đến gần như là 10 năm mình vẫn theo đuổi. Anh Thuận có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hiểu rõ ý nghĩa của việc phát triển du lịch bền vững và mang bản sắc văn hóa địa phương. Với ý tưởng tái chế củi lũ trôi dạt từ thượng nguồn về, anh có cả kho tàng vật liệu sẵn có để thỏa sức sáng tạo cùng các nghệ nhân của làng Mộc Kim Bồng. Một cái khúc gỗ thì nó trôi, mình vớt từ sông về thì mình, nhưng mình muốn đặt ra một cái con trao thì khúc gỗ nó không thể làm được con trao được, bởi vì khúc gỗ nó nhỏ và nó dài, thì mình phải nghĩ ra là con trao theo cái trừu tượng, có thể là đục cái đào, còn là cái thân của nó thì mình ghép những cái chân từ những cái khúc gỗ củi lũ vào đấy, thì tạo ra một cái hình hài nó mới hơn, và cái cách nhìn về cái một cái tác phẩm về về củi lũ nó cũng mang tính chất nó nghệ thuật hơn. Qua trí tưởng tượng và bàn tay của các nghệ nhân, những khúc gỗ vô tri đã được tái sinh thành tác phẩm điêu khắc với những câu chuyện riêng về hành trình trôi dạt theo dòng nước lũ từ thượng nguồn về hạ lưu. Tôi nghĩ đây thực sự là cách làm sáng tạo để tái sử dụng các loại gỗ tưởng như bỏ đi. Việc chế tác từ củi lũ khiến mỗi sản phẩm trở thành độc bản, không cái nào giống cái nào. Điều đó thật tuyệt và là ý tưởng hay để làm quà tặng. Chắc chắn trước khi về Mỹ, tôi sẽ mua một ít để tặng mọi người. To the United States, I would definitely buy gifts like this for everyone. Tôi thật sự là không bao giờ có nghĩ được là những cái thứ từ củi lũ á, mà anh Thuận có thể sáng tạo ra những cái tác phẩm như thế này. Thật sự nó là rất chi là tuyệt vời. Anh Thuận vẫn đang miệt mài mỗi ngày để hoàn thiện không gian trưng bày và trải nghiệm điêu khắc từ củi lũ khoảng 2.000 m² tại làng rau Trà Quế, là nơi anh kể cho du khách gần xa câu chuyện về những cánh rừng nguyên sinh bị tàn phá. Những khúc củi lũ tái chế được trao sứ mệnh cảnh báo cho con người về việc bảo vệ môi trường sinh thái.